Xin được chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của anh Dũng Channel nhé. Thì trên tay của mình ngày hôm nay là đang là một chiếc điện thoại iPhone 6s Plus nha các bạn. Thì chiếc điện thoại iPhone 6s Plus này thì nó cũng ra mắt rất là lâu rồi nha, cùng thời với 6s nhé. Và nó ra mắt cách đây cũng khoảng, nếu tính trên thời điểm hiện tại nó phải 6-7 năm rồi đấy, có khi hơn đấy. Thì nó còn mạnh hay không và nó còn xử lý ổn hay không nha. Thì hôm nay mình sẽ vào thử nghiệm test luôn nha. Thì đầu tiên là các bạn thấy là iPhone 6s Plus này trên tay của mình đây thì nó đang ở cái phiên bản iOS là 13.4.1 nha. Đấy, và máy của mình đang là bộ nhớ là 64GB. Tiếp đến là cái máy này của mình hiện tại nó, mục đích của mình là chỉ dùng wifi và để test game thôi nha. Còn cái máy này của mình đã bị hư, không lắp được sim rồi. Nó bị hư pen thì nên là nó không lắp được sim, thì các bạn thông cảm nhé. Mình chỉ chủ yếu là test game nhé, cái hiệu năng của nó để xem nó ổn định hay không. Thì bây giờ mình sẽ thử nghiệm vào Liên Quân để test luôn nha các bạn. Thì pin của nó thì mình cũng mới thay pin mới 100% rồi nha các bạn. Mình thay cái loại pin Bison gì ấy, mình cũng không nghĩ biết luôn. Nói chung là nó là cái hãng Bison. Đấy. Thì để xem nó chạy game được hay không, ổn hay không nữa nha các bạn. Thì 6S Plus thì các bạn sẽ được có cái màn hình của nó là 5.5 inch nha, nhưng mà cái đấy là diện tích cả hai cái viền dày này luôn nha, còn thực tế bên trong thì nó chỉ khoảng 5 mấy thôi đấy, nhưng mà nó khá là to rồi, nó không, cầm nắm nó vẫn rất là tốt, nó bo các cái cạnh này nó rất là mịn luôn, nó không bị cấn quá nhiều đâu đấy. Cái thứ hai là dùng nó cũng khá là ổn định. Thì cái phiên bản iOS 13.4.1 này thì mình cũng không thể lên được phiên bản iOS 15 nha, tại vì cái máy này nó không xài được sim nữa nha, nên là nó không cấp quyền cho các bạn sử dụng được cái iOS cao hơn, nên là các bạn buộc phải sử dụng iOS này nhé. Đấy, đây thì game nó đã vào rồi. Đây thì mình sẽ set up đồ họa nó, thì các bạn thấy là nó ở cái thanh độ phân giải HD thì nó sẽ bật là siêu cao, còn cái chất lượng hình ảnh sẽ bật là cao và chất lượng chi tiết là cao, nói chung là mức đồ họa cao nhé các bạn. Và FPS của nó thì dĩ nhiên là vẫn bật FPS cao là 60 FPS nhé. Đây, và mình sẽ test luôn. Thì hiện tại cái con iPhone 6s Plus này á, thì cái loa của nó chỉ là loa đơn không loa kép nhé. Camera các thứ của nó thì chụp ảnh các thứ vẫn khá là ổn đấy nhá. Nó được cái là chất lượng chi tiết nó thật nhưng nó không có bị không được cao, chất lượng chi tiết không được cao, nhưng mà cái ảnh chụp của nó sẽ thật, nó không bị ảo. Đấy. Thì iPhone 6s Plus này ở cái phiên bản iOS này, khi mà mình test game mình cầm trên tay các thứ mình cảm giác thì nó không có nóng lắm đâu các bạn, nó chỉ hơi nóng nhẹ thôi. Hiện tại thì bây giờ nó còn khá mát, nó khá ấm thôi. Không có nóng. Nhưng mà lên cái phiên bản iOS cao nhất hiện tại mà 6S Plus có thể lên được là 15.7.9 nha các bạn. Còn cái này đang ở phiên bản iOS 13.4.1 nha. Mình test thử xem nó ổn định hay không. Mình tích con gì đây nhỉ? Pháp sư đi. Hay là xạ thủ. Pháp sư. Xạ thủ này, xạ thủ này mình sẽ pick Lavili đi. Có hiệu ứng skin nhiều đánh nó sẽ ấy hơn. Thì những cái dữ liệu đồ họa cần thiết thì mình đã tải rồi nha các bạn, nhưng mà mấy cái dữ liệu đồ họa mà cái kiểu dạng cho nó múa nó xoay xoay thì mình không múa chưa tải nha. Đấy, hoặc là có tải thì mình cũng sẽ tải ít thôi, nên tải những cái skin cần thiết nha, còn những cái skin là tướng mà mình ít chơi thì mình chưa có tải nha các bạn. Loa thì con này rất là to như các bạn, vẫn khá là to nhưng không quá to, nhưng mà nó cũng to ổn định nghe nhá. Nhưng mà mình mở to hết cơ thì nó hơi ổn như đấy. Thấy không? Khá là ổn, nhưng mà mình mở vừa vừa thôi. Tầm 60% thôi. Thì pin con này nó chỉ có 2K6, 2K7 gì nha các bạn. Tầm 2K6, 2K7 gì đấy thì nó cũng tương đối ổn đấy nha, không quá trâu. Nhưng được cái là pin của Android với iPhone nó khác nhau hoàn toàn đấy các bạn. Pin Android mà pin tầm 2K như thế này nó phải trâu hơn pin trâu tầm cỡ 3.300 đến 3.500 của Android đấy. Nó cũng phải tầm đấy. Còn mấy cái pin của bên Android mà tầm 3.000, 3.500 nhiều khi trâu tầm này thôi, còn có khi là yếu luôn rồi. Tùy cái phần mềm tối ưu cái Android nó có cao hay không, cái thứ hai là cái phần mềm tối ưu cái hãng đó như thế nào nữa. Thì game bắt đầu vào trận này nhé các bạn. Đây thì mình xem cái pin của nó hiện tại đang là 55% nhé. Pin này mình cũng mới thay được vài ngày đấy nhé các bạn, tầm gần một tuần.
xài thế rất ổn, khá là trâu nhưng không nhanh hết đâu. Ai cho sim 83 là sao? Ai sim cho 83. Vào trận thì FPS của nó 5960, nhưng bản máy của nó thì chỉ ấm nhẹ thôi nha, không có nóng nha. Rồi cái phiên bản iOS cao quá thì cái máy của bạn nhanh nóng hơn, còn iOS bản iOS thấp này thì nó lâu nóng hơn. Nhưng mà cái hiệu năng của nó thì bây giờ game càng ngày nó càng nặng, nên là không phải là lúc nào cứ iOS thấp là cái hiệu năng chơi game nó cũng mạnh thôi nha. Nó còn phụ thuộc vào game nó nặng hay không và cái thời điểm đó game nó cập nhật ra sao rồi. Đấy, các bạn thấy là những cái pha mới vào đầu giao tranh này nó cũng đã có hiện tượng hơi phượng một tí rồi. Thì zone chạy mất rồi kìa. À đâu, Toro chứ. SP không có mặt ở đây, có mặt ở đây là ăn mạng rồi. Đấy, nó xuống 54, 57 các bạn. Thì đối với 6S Plus hoặc là 6S thì mình nghĩ là các bạn nên chơi ở cái mức đồ họa trung bình đổ xuống nha. Nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Xong bạn Nata. Zone bắn trúng. Thấy không, các bạn thấy hiệu ứng nó nhiều quá, FPS nó tụt xuống 45, 47 luôn rồi kìa. Nhưng mà máy nó vẫn không bị nóng nha các bạn. Không bị nóng quá, nó vẫn ấm ấm nhẹ nhẹ thôi. Nó cũng không gian gian nha, nó chỉ ấm ấm nhẹ nhẹ thôi. FPS của nó không ổn định lắm nha các bạn, nó đang bị tụt xuống 52, 54. Có lúc nó xuống cả thấp hơn nữa. Thế mình không ai xuống ganh kìa, ganh là choáng run là ăn được rồi. Choáng xa nhưng mà nó thời gian choáng nó lâu hơn. Đấy, FPS nó liên tục xuống 45, 47, 42 kìa. 38 luôn này kìa các bạn, 35. Tụt rất sâu nha. 4 luôn. Nhưng mà nó lên lại cũng khá nhanh. Lên lại nhưng mà lại có giao tranh mới là nó lại tụt. À, tú lên kia kìa, tú lên kia. Cú lên là ở trong kia. Ui, nó tụt FPS xuống 34, 27 luôn này các bạn. Đúng rồi, quả choáng quá đẹp. Các bạn chơi Labyrinth, các bạn phải giữ lại cái chiêu 2 nha. Cố gắng giữ lại cái chiêu 2 để lúc nào cần thiết là các bạn dùng, nó vừa miễn thương, nó vừa giúp miễn khống chế để các bạn có thể chạy được nha. Nhất là những cái pha giao tranh đông là rất cần chiêu 2 đấy. Không nên dùng bừa bãi. FPS của nó luôn luôn 51, 55, xong rồi 60, xong rồi nhảy xuống 4 mấy nhé.
nếu mà giao tranh đông quá là nó càng ngày càng tụt đấy, nếu không giao tranh thì nó vẫn cứ giữ khoảng 5 FPS. Được cầm thép lên đánh nhanh kích nội tại hơn, cái lại thứ hai là nó đau hơn, lại còn được hút máu nữa. Những cái lúc mà các bạn dùng chiêu 1 như vậy là nó sẽ tách ra nhiều đạn hơn, thì các bạn sẽ đánh ở nhiều hướng hơn để tránh kẻ địch đỡ bị thoát mất, bắn vào người này người kia lại không dính chiêu lại thoát mất. Mạng hơi lạng ra. Trời đất ơi, xuống 27 FPS, 23 luôn các bạn. Các bạn phải dùng chiêu 2 lên thì mới biết được khống cái miễn thương miễn khống này. Chiêu 2 là cái chiêu mấu chốt đấy. Thấy không? Các bạn thấy cái đồ họa nó không được đẹp lắm, tại vì nó không được tươi, không được đẹp lắm, giống như kiểu 8+ nha, tại vì 8+ thì nó sẽ bật được HD nha. Còn bên này chỉ bật được đồ họa cao thôi nha. Với lại cái chip xử lý đồ họa trên 6S+ nó cũng khác với lại chip 8+ trên đồ họa trên 8+ nha. Nhưng không thể nào mà nó đẹp bằng được nha. Huy lá có cày vào trong luôn, FP nó tụt sâu quá các bạn, xuống 23, 22, 23 rồi 22, 21 luôn kìa, rồi lên 26 rồi, tưởng nó xuống 1 XFS luôn chứ. Nó vẫn không nóng nha các bạn, thế mới ảo nha, nó vẫn khá là mát máy, không bị nóng luôn. Đấy, các bạn bật cái đấy lên là các bạn sẽ được miễn khống đi này, tăng cái sát thương này, tăng hút máu là bật cái chiêu 2 lên, à nó hút máu là các bạn bật gặp hết đây nha. Còn chiêu cuối là chiêu 2 các bạn sẽ được tăng miễn thương với lại tăng tăng cái kháng hiệu ứng lên. Rồi đây là cái FPS nó tụt kìa, 27 luôn kìa. Sao trận này thấy tem bạn gà đây, hay là do cái mình thua nhiều quá nó cho đánh cái boss này đây. Thấy không? Mà lúc có dẫm xuống nhưng mà mình không có bị kiểu nhảy lên đấy các bạn, tại vì nó đang có cái hiệu ứng một thời gian của chiêu 2, nhưng nếu mà bây giờ không có chiêu 2 thì mà lúc mà dẫm ra là mình đi này. FPS liên tục xuống 26 27 rồi các bạn. Khá là lag. Cái mạng nó bị sao chơi? Mạng lúc xanh lúc đỏ, nó không được ổn định lắm. Ui dồi, 14 FPS luôn các bạn ạ. Mình phải bật cái hút máu lên này. Ui, 14 FPS. Gần như nó đơ là không biết gì luôn, cứ đánh đại rồi đấy thôi. Rồi FPS lên lại rất nhanh nhưng máy không nóng nha các bạn, máy chỉ ấm nhẹ thôi nha, cực kỳ nhẹ luôn. Không có nóng luôn, không bị gian tay luôn. Đấy các bạn thấy không có chiêu 2 là các bạn sẽ bị hất tung lên. Nhiều khi tem bạn út sọt đông quá là mình đi đấy. Mình có chiêu 2 cái miễn khống này. Đấy, chết rồi. Tụt xuống 20 FPS luôn các bạn, xuống thấp nhất là 14 FPS rồi.
Mình tính win rồi đấy nhưng mà mình cố nhây thêm một tí nữa. Mạng nó lúc xanh lúc đỏ ra. Bây giờ nó lại xanh rồi này. Rồi lại cam. Mình đang dùng cái mạng này là mạng Mobifone 4G nhé, local nhé. Nhiều khi mình thấy cái ping này nó còn thua mạng 3G của Vinaphone ấy. Mặc dù bên này đang 4G full vạch. Vuốt nhầm cái số 2 rồi. Choáng. Trượt rồi. Lên nào anh em. Zone này cũng là một tướng sấy đau lắm nhỉ. Bật tiêu 2 lên 10 Toro hất cũng không bị choáng. Bật hút máu lên. Em bạn ra đông này cũng bật hút máu lên không này. Zone chết em. Mình canh cái chiêu cuối này mặc dù rất là lag nhưng mà mình vẫn canh được. FPS nó tụt xuống rất là thấp luôn. Qua kill luôn. Rồi ăn cố được Malok nên là mega kill. Rồi Alex KS luôn. Không là mega rồi. Alex ơi là Alex. Trời ơi, tôi xuống 16 FPS kìa. 16, 19. Rồi win luôn. Rồi cái pin của nó này nãy là các bạn thấy là 55 đúng không? Bây giờ nó xuống 48 này này. Và hết 7% pin nha. 7% pin cho cái trận 11 phút nha các bạn. Đấy, để mình xem lại chính xác là có đúng là 11 phút không. Mình nhớ là 11 phút đấy. Tầm đấy. Máy khá là mát nha. Không có nóng luôn. Mà mỗi tội là cái hiệu năng nó không được ngon thôi. Lag quá, nó tụt FPS. Thì nói chung là cái 6S thì cái giờ iOS này nó đã ổn định rồi. Nhưng mà cái hiệu năng của nó chỉ được vậy thôi. Liên quân giờ nó đã khá là nặng rồi, 8-9GB rồi. Trong khi đó là các bạn còn bây giờ vừa mới cập nhật thêm cái sự kiện sinh nhật nữa. Các thứ giao diện nó nặng lên rất là nhiều nhé. Nhưng là lag là cái chuyện bình thường nha các bạn. Các bạn hạ ứng đồ họa trung bình nó sẽ ổn hơn. Đấy quên, nói xem cái bao nhiêu phút để bấm ra mất đây. Thì cái trận này là nó dài 11 phút 11 giây này nhé các bạn. Thế thì các bạn video này của mình đến đây kết thúc nhé. Các bạn thấy cái video này của mình hay nhấn like đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.